Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Crisis Remaster. Thì ở tập trước thì mình đã vô tình mình không phải vô tình mà là mình vào cái hang động đó giải cứu con tinh, sau rồi bị mắc kẹt trong đó nên phải tìm đường ra. Thì vô tình thì mình tìm một cái cấu trúc cơ quan máy móc sản xuất ra mấy cái con robot của tụi ngoài hành tinh các bạn, có sẵn trong núi luôn. Nhưng mà các bạn coi tập trước thì các bạn cũng biết rồi đó. Ok, vậy là mình đã kết nối được với thế giới bên ngoài rồi. Thì cũng như các bạn biết ở tập trước á, trời, mình chơi mà mình nhức đầu khủng khiếp luôn. Ôi mẹ ơi, tại trong cái cấu trúc này nó quá vòng vòng. Mình tiền đình yếu, còn chơi game góc nhìn thứ nhất mà còn nó đủ vậy. Trời má, đóng băng rồi, đóng băng rồi. Cái gì vậy? Úi giời luôn, úi giời. Rồi xong, máy bay banh luôn rồi. Tiền đình yếu mà còn chơi mấy cái game quay vòng vòng là mình xỉu thiệt luôn á, mình nhức đầu khủng khiếp luôn. Tập trước mình làm xong là coi như là mình ngủ tê bì luôn, không biết cái gì hết. Rồi gì đây? Giờ thoát ra rồi nhưng mà bây giờ đóng băng hết cả hòn đảo rồi hả? Tại vì tụi này có khả năng là làm đóng băng hay sao các bạn. Trời ơi, quá khủng I wish I could give you one major, but I have no idea what I'm looking at here. Whatever it is. Mình không biết làm con mẹ gì đây chân luôn. Bây giờ giống như là mình bị lạc luôn các bạn. Roger that. Chết mẹ cái gì vậy? Không không bung dù được hả? Trời, sượt chân tí mà chết mẹ rồi. Trời ơi, mới phải tua lại cả cái đoạn này nữa hả? Thật sự tập trước lúc đầu cũng khiếp luôn, chắc mình chơi xong trận đó xong những tàu của mình nằm ngủ tầm 6-7 tiếng rồi luôn. Bây giờ vậy là máy bay này banh luôn rồi. Đây đây đây, thấy không, mấy con mà này mà nó đi ra là đóng băng toàn bộ luôn, giống như là ở Nam Cực vậy á. Cứ tưởng là núi tuyết không à, trong khi đây là rừng nhiệt đới, đây là hòn đảo nhiệt đới. Gì đây? Mấy quần què vậy? Chà má, căng thẳng quá. Bây giờ phải tìm đường ra khỏi chỗ này hay sao? Còn sống này ba nhưng mà không biết giờ đi đâu. À, xuống đây. I wish I could give you one major, but I have no idea what I'm looking at here. Whatever it is, còn 60 viên đạn à. Gắn reflex, gắn cái này đi. Ừ, gắn này vô. Sụp gân thôi, dẹp mẹ cho rồi, súng phế chết đi được. Thôi kiểu gì cũng dục khẩu này à. Tìm kiếm cái đội hải quân chứ đã. Mình phải tìm cái đội hải quân bị mất tích đã. Tìm đâu? Tính ra tụi nó phải tại lại cứu mình chứ, tự nhiên bây giờ mình mới ra mình định lại cứu tụi nó luôn các bạn. Tục thật sự. Rifle á, mới làm đạn rifle. Ừ ngon, làm được rifle được rồi. Mày cũng ngu sao, thôi bỏ đi. Ngon, ngon. Ngon. Dạ, sắp full đạn AK rồi. Ok, mình chỉ cần vậy thôi. Quay 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 quay. Quay 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 quay. Thấy rồi nha.
chạy. Ủa, đi chết hả? Em tưởng chết rồi. Mấy con này không phải là mấy con robot bự các bạn, mấy con là mấy con nhỏ nhỏ thôi à, chứ không phải là bự vậy đâu. Đó, tới rồi đó. Chết liền. Bắn tốn đạn quá à. Bắn tốn đạn mà còn không rớt ra vũ khí gì trơn á. Gì? Nó nổ ra hả? Lượm được gì không? Má ra nguyên cái hộp sọ luôn. Tởm lợn quá. Dưới tụi kia còn có súng rớt ra. Ở đây thì chịu luôn. Ok, đã tới checkpoint rồi. Giờ ước gì kiếm từ Triều Tiên giết thì có đạn chứ game này thế chứ. Mày hả mày? Easy. Mà tôi hết đạn rồi, bạn có cho tôi đạn được không? Chết mẹ, chết mẹ nổ. Full giáp ra càng bạn luôn. Chết mẹ. Ui giời ơi, tẩm lợn thế. Ây da. Khoan nha. Game này hình như không có cái chức năng gọi là lưu lại cái những setting hay là mình chỉnh hay sao á. Đã tắt motion blur ngày nào vào tập khác cũng phải tắt motion blur. Bực mình thật sự. Nhâm tí đạn rồi. Nhâm vã đạn quá. Thôi giờ có gì xài nấy, không đòi hỏi. Gắn cái này vô luôn đi. Gắn vô luôn. Khả năng cao là tôi Nam sẽ sử dụng khẩu này rồi đó. Chứ giờ có đạn đâu mà dám chơi. Phản ta phải đi lại nào, quay đây hả? Không phải đi đây. Quay. Đây chua đây, đúng rồi, đi xuống đây. Trời đủ game lắc dữ vậy. Có chỗ xuống. Tí thì lại vỡ mồm mà cách nhảy xuống. Quay. Thôi né. Cái gì mà chơi đồ mình chơi. Chết mẹ rồi. May quá, chưa bị phát hiện. Đỡ tốn khối đạn ha. Tính ra đỡ tốn khói đạn thật luôn á. Trời lạnh quá. Kìa. Anh Tài kia thấy mình rồi. Để thôi dừng lại solo test thử khẩu súng sực gần rồi. Bù bá. Bá. Sorry mọi người. Sorry, sực gân nha. Hồi nãy hơi ngông cho nên là chê. Giờ hết chê rồi. Thôi, né. Né được bao nhiêu? Dễ. Easy. Tính ra khẩu sực gân này bá nha. Thôi. Cái gì đông vậy? Đông quá. Thôi. Cho em một vé bình yên. Đừng có té xuống tào lao nha. Rồi phát hiện ra mình rồi hay sao mà tụi nó màu đỏ ta? Có đường xuống vậy?
không có đường xuống rồi. Chết rồi, không có đường xuống rồi. Bú liền. Bắn phát hay. Các em bú liền. Easy liền. Bá đồ quỷ nỉu trời ơi. Ok, có đường xuống. Ngon lành. Đâu? Canh tài đâu? Canh tài à, lính thủy đánh bộ gì đâu? Hải quân gì đâu? Bà mẹ đóng băng hết luôn. Ghê quá, đóng băng hết trơn rồi. Tội thiệt. Rồi, má đá đó, ý mình nói là con đó đó, con bự bự đó. Còn một con bự hơn nữa. Thôi chứ không phải chỉ có như đó đâu, còn con cực bự nữa. Đó đó, đang canh tài tới rồi. Wow. E-support hả? Có E-support hả? Đù. Anh trai nào đây? Rofet. Má tưởng chết rồi. Má Rofet sao súng xịn vậy? Làm sao để có khẩu súng đó? Má tưởng nó chết rồi chứ. Dẹp mẹ khẩu này đi. Ở đây toàn lính Mỹ không mà, chắc chắn là có súng cho mình lụm rồi. Lụm nha, xin nha. Xin. Má này nó bãi, bá vậy. Defend lại nhưng mà từ lụm đạn nữa. Defend giữ cũng được nhưng mà không có đạn. Không cho mình lên để lấy súng máy kia bắn cho xuống ta. Mày hả mày? Hả? Bắn là nát người. Cái gì vậy? Chết rồi. How the hell did you get this thing working? I'll explain later. We need to regroup. Go back in. Not until we get you fixed up. Lâm này. I'm freezing up. Need a heat source. Từ từ để gắn để gắn đồ cho đã. Khoan, gắn cho ngầu thôi chứ trời sáng chân rồi. Tụi mẹ nó bắn kìa. Đó. Ai vậy? Prophet hả? Prophet. Nhiệm vụ của mình chỉ là đứng ở đây và chống chọi tụi này thôi. Nhưng mà hết đạn rồi. Bà mẹ còn đạn tào lao không vậy? Mình cần đạn mà. Khẩu này cho vô đây. Chuyển qua reflect đi. Ok. Tiếp tục. Bắn tiếp kích mẹ rồi. Ngon nha. Kì. Lại đây em trai. Lại đây. Xỉu liền. Đây, đạn đây. Trời ơi. May thấy đạn. Thì lấy gì đây? Sạc gân này là sạc gân. Nói chung là hai khỏi này bây giờ mình đều có đạn rồi đó. Từ từ bây giờ nóng lạnh quá nè. Đưa Rofet thoát khỏi đây. Ok, get go. Bây giờ mình ra đây là cái nhiệt độ mình giảm. Cái bộ giá mình giảm chất lượng. Nó to thiệt.
rồi, nó to khủng khiếp. À, cái này còn hơn cái súng máy nữa. Mình đứng súng máy bật giáp nano lên kháng với kháng đạn lại còn không ra, không ra tí nhầm nhò gì mà giờ nó bắn kiểu này chắc chết quá. Ok, mình qua đây. Bây giờ mình phải đưa chàng Prophet qua đây để thay giáp thì phải. Tới cái chỗ mà để chú, mấy cái chỗ mà mày giảm nhiệt độ xuống, tại vì nhiệt độ mà giảm sâu quá. Nhiệt độ mà giảm sâu quá thì thằng này sẽ chết hay không nè. Nó sẽ đóng băng và chết. Đưa nó ra khỏi đây thì cái bộ giáp nó bị hư rồi. Mày ơi cái gì vậy? Mẹ dở mày. Chết mày cái gì vậy? Vậy nhảy ra đây không được hả? Mình chỉ muốn nhảy đây thôi. Please. Từ từ bình tĩnh. Nó đâu, nó đâu? Đu. Đu. Hết lần đầu mà giết được nó luôn. Ok, vậy hiểu cách rồi đó. Đâu đâu, còn đó, nó cũng giống như trực thăng thôi, bắn hai phát thì nổ, không gì đặc biệt cả. Nhưng vấn đề của mình là mình phải tìm một khẩu bazooka khác để thay thế. Vấn đề là không có bazooka, hết bazooka rồi. Trời, bây giờ đi tìm bazooka em bắn hả? Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, chạy 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 trong nguyên đống không có khẩu bazooka đâu trời. Chết mẹ, nó tới kìa. Thôi 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 bài. Bây giờ làm sao để bắn súng lựu ta? Trước khi quá muộn, nó bắn tụi bắn đát quá. Prophet, let go, Prophet, let go, get go. Chết mẹ. Trên dưới đều bắn luôn. Thôi, chim cút. Bây giờ là mình chỉ cần đó không được đứng là gần lửa là hồi lên, thấy không? Bắn rác quá. Giờ tìm khẩu bazooka để nã nó đã. Trời mẹ. Rồi nó thấy mình hay gì vậy? Mà thấy không ta? Trời má, đông vậy. Phải trâu nha, đứng ngay đó mà không chết là trâu nha. Thôi làm ơn please. Né tụi nó ra. Kiếm chỗ, kiếm có bazooka đã. À, không có bazooka bắn cho ngu quá. Rồi, cái bộ giáp nó sắp hư rồi. Nó không có bộ giá cho nên là dễ hư lắm. Mày vào đây. Không sao, vào đây là an toàn rồi. Bây giờ ai tới thì mình bắn nó thôi.
Chưa nha, đông lắm nha, xung quanh đó nha. Xung quanh đông lắm luôn á. Đó, 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 đó. Chui đây, không chui đây chắc chết, chắc bú luôn quá. Què vậy? Mà trước mắt là không có bazookai để bắn mấy con bự bự nè. Đông lắm hả? Gì vậy? Tiếng mặt luôn mà không thấy. Ôi mẹ ơi, chết mẹ. Cần tìm bazooka, cần tìm bazooka please. Cần tìm bazooka. Còn AK không? Tôi không cần AK. Má nó bay ngay người mình luôn. Trời ơi. Bây giờ thật sự không cần cái gì ngoài AK. Ngoài bazooka luôn á. Chạy 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 cái cô. Chạy ra khỏi đây nào. Ok. Ủa khoan làm cái gì mà game nhanh vậy? Ok vậy thôi, cảm ơn các bạn. Các bạn đón xem tập sau nha. Mình không nghĩ nhiệm vụ nhanh gì luôn á. Ok, cảm ơn các bạn, bye bye. Thôi mình thấy nhanh quá à. Thật sự mình thấy nhanh quá à. Thôi không, bye bye nữa nha. Quay lại. Tại mình thường tính, mình tính là một tập sẽ làm một nhiệm vụ. Sao nhiệm vụ kia nhạt nhẽo vậy? Đưa thằng Prophet thôi à. Gặp Streetland. Bây giờ mình sẽ gặp Streetland nữa. Hello anh trai, em nè. You Raptor team? What's left of them? Strickland said you guys were coming. Hell, we never thought you'd make it out. You find any of my guys in there? It's 200 below inside that thing. Everything's dead. Nói nghe nói buồn ha, mọi thứ đều đã chết. Nghe nói chuyện buồn thiệt luôn á. Thôi trước khi bọn chấm tí đạn ơi. Nó vã quá rồi, không có tí đạn nên không có đạn mà xài luôn á. Đây rồi. Khẩu này thì... Khẩu này thì mình không thấy ấy cho lắm nha. Khẩu này nè. Gì nè. Mình không hiểu cái súng này nó có gì đặc biệt. Nếu mà súng nòng xoay mà laser thì được, chứ súng này ngu quá. Đứng đây bảo vệ lại Streetland và bảo vệ cho tụi cái đội Streetland này. Không sao, có bazooka rồi thì bú thôi. Này đây em trai. Ghê vậy? Chưa hả? Chưa chết hả? Cái gì các bạn? Có cái màn gì bảo vệ đây hả? Trời, bắn không được, bắn không được, bắn không được rồi. Cái này bắn không được rồi, trời má, căng quá, căng quá. Chỉ có cái này giải quyết được thôi. Cái gì khó khăn thì mình... Cái gì khó khăn thì mình dùng bazooka giải quyết. Lớn rồi. Xách AK ra mà giải quyết chứ hả? Chà 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 nha. Đây 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 đây. Trời má, hụt hết luôn. Nó vô lý vậy. Đúng hết rồi thì sao? Phải kiếm đạn bắn chứ. Trời ơi đúng rồi. Giờ không có đạn bắn sao trời? Đi siêu được hả? Chờ. Bây giờ sao ta? Cái này không phải đạn. Mình cần đạn cơ. Không có đạn thật luôn. Bây giờ lấy khẩu này bắn thử thôi được không?
được rồi. Ôi cái này cái màn luôn, nguyên cái màn vậy luôn nè. Mày ra đây, mày ra đây. Ủa dưới đâu rồi hả? Còn dưới này. Còn một con dưới này, trời ơi nó bự. Khẩu này chuyên giết được. Ê mấy khẩu flash mà hellblazer này giết được mấy con bự các bạn. Mấy con nhỏ có thể hơi phế nhưng mấy con bự được. Tại vì súng này mình cũng thích xài súng này lắm nhưng mà súng này lại. Thôi xả đạn cây này luôn đi. Mày thế mày. Rồi có súng máy rồi, có súng máy càng rồi. Có súng máy là ngon rồi. Ok. Rồi phát kêu mình đi rồi. Nhưng mà mình muốn lấy khẩu AK tại vì khẩu này đi ngoài đường không lượm được đạn. Bắn súng bắn không lượm được đạn, bắn chi đúng không? Lên chỗ nào? Lên xe nào? À xe này. Ok, let's go. Thấy giờ cái thất cái này các bạn thấy không? Đây là đường đới không? Bắn người quay vậy? Mẹ ơi. Nó xuống quay nặng đầu quá. Ở đây hả? Ui mẹ ơi. Bú liền. Còn ai nữa? Ra đây. Ủa sao xe mình lại tách riêng ra? Vẫn chưa hiểu nha, tại sao xe mình lại tách riêng ra? Bây giờ mình phải thoát khỏi hòn đảo này mới được các bạn. Tiệm có nguyên cái bầu gì bự ra thấy không? Bú lên easy. Trời ơi đạn càng dèm không nổi thôi chứ. Tính ra cầm khẩu flash mà nãy bắn tụi này nhanh thiệt. Ba viên chết. Đây rồi. Bự quá. Bú liền, nổ liền. Cái chuyện gì vậy? Hết được, đi được rồi các bạn. Đi, Prophet. Cái gì vậy? Cái gì nổ vậy? À xe mình gớt. Ok mình sẽ tiến vào cái VTOL là cái gì mình cũng chả biết nữa. Helena, stay calm. We'll get to you. Helena đang kêu mình kìa. May quá Prophet còn sống. Psycho chết chưa ta? Psycho đâu chết rồi đúng không? Chết mẹ. May quá nó chưa thấy mình. Mày hả mày? Quéo càng liền. Này thì hổ báo cáo trộn. Qua đây, ok các bạn mình sẽ qua đây để cứu Helena. Gì ba, sao ba này đóng cửa được chi vậy? Trời. Đây, biết ngay mà mình sẽ được xương cái này mà. Nó dùng phòng không của tụi Triều Tiên bắn tụi này. Đã rồi.
vậy? Bắn các bạn. Bắn solo không? Bắn solo với phòng không của con người không? Nè 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 nè. Ok, thành công rồi. Refresh hả? Không phải, không phải, phải. Người bình thường, người bình thường. Đây rồi, máy bay lại cứu mình đây rồi. Ngon quá, ngon quá. À ha, vậy là mình đã chính thức là người, là loài người đầu tiên mà giết được mấy tụi quái vật các bạn. Có đi được không? Không đi được, không đi được. Chỉ đứng đó cầm cái này hệ thống anti e của tụi Triều Tiên bắn mình thôi. You go with her. I'll lay down suppressing fire till you're airborne. See you back at the carrier, Nomad. Good luck. Súng xịn nha. Chắc là khẩu hồi nãy của mình mà gắn ấy vô rồi. Rồi nè, gắn được nè. Cái này ngu quá. Cái gì vậy? Gì bắn ghê vậy? Ui má ơi, nói kìa, nó kìa. Ủa cái con thường vậy? Sao cái này con bình thường vậy? Đúng nó bự hơn bạn. Chứ nó bự vậy. Bự dữ vậy. Cái mẹ cái xe này nổ rồi. Ok, có đạn rồi, có đạn rồi. Bây giờ mình qua bên kia đã. Nó còn này bự quá chơi sao lại. Ôi mẹ ơi, nó bay, nó chạy tới kìa, nó nhìn như con nhện nhá. Nó to vậy. Trời mẹ. Thôi thôi thôi, bye 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 bye. Chúng ta đã chiến đấu với nhau rất là anh dũng với anh em à. Nhưng mà tôi sợ. Tôi sợ nhưng mà tôi bị bệnh sợ nhện. Nếu như con đó mà hình dễ thương giống như chuột Mickey thì ok rồi. Cái đó mà giống như chuột Mickey thì tôi sẽ lại hỗ trợ cho anh em nữa. Chứ bây giờ tôi sợ quá, tôi phải đi thôi. Quay 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 quay, cái này căn cứ của tụi Triều Tiên hả? Mỹ 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 của Mỹ các bạn, của Mỹ các bạn. Hãy shoot lên đây. Bắn gì vậy? Oh. Bú chưa? Bú quéo càng nè. Mày sẽ đứng đây và defend là tụi này. Mày nè. Không thể hết đạn tăng nhãn cái gì được. Đây. Cái này free nè. Mày. Dăm ba thằng nhóc. Dăm ba con người ngoài hành tinh làm sao đấu được cái này. Ok. Còn bên này. Nó bật chế độ tốc biến cái gì. Tục thật sự. Ủa, bắn chụp phải là ra đạn. Ủa, bắn chụp phải là ra gì vậy? Bắn cái con này đã. Nha, nghe quá hay nha. Ok. Chưa là gì cho nó hết, nhưng mà bây giờ mình hết ra luôn bom rồi. Giờ chỉ bắn thường thôi. Vậy vậy làm gì mà ủa của mình có ôi cái gì nhắm cho mình bắn hả? Đù vừa ao luôn.
Từ từ. I'm on my way, Major. Đấy. Đấy. Bố chưa? Bố lên. Bố lên. Cái con này là cái con bự mà mình thấy ở trong tập ở tập trước các bạn. Ôi trời ơi trời, nó tính bắn gì kìa kìa. Nó sẽ bắn được. Con này trâu quá. Tính lên đây thôi, đi về thôi. Thoát khỏi cái vô này. Vô là cái tên đảo hả? Ok anh trai, em tới đây. A đù, homie của mình. Trời, shit lên tỉnh bơ vậy. Đồng đội ổng đó, ổng đi bộ từ từ. Đừng người anh em. I'm a marine, son. I'll walk on water if I have to. Get off my fucking island while I drive. Mình rất respect với những người như vậy, vì đồng đội mà hy sinh bản thân. Tới cận chết mà còn nói chuyện vui vẻ được nữa thì không hiểu. Á, bự quá, bự quá. Úi giời, bự quá, bự quá. Rồi, mấy nó bự. Này không phải là mấy con thường đâu các bạn. Có con mini, rồi con bự, rồi con nhỏ này. Wow wow, game bắt đầu hay rồi đó nha. Ok, vậy thì bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập này. Thì hãy để lại một like và subscribe để cho mình có thêm động lực, cũng như hãy comment ở bên dưới những điều mình cần cải thiện ở các video sau. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.